em thơ ngây như một hạt mầm được vun trồng trên đất bình yên, nhưng trong em dòng máu lạc hồng vẫn từng ngày cuồn chảy vào tim. Cao Minh Hân xin trân trọng kính chào quý vị khán giả của đài Liêu Sài Gòn TV. Kính thưa quý vị, lần nữa chúng tôi hân hạnh chào đón quý vị trở lại với chương trình Hạt Mầm Việt Nam. Đây là chương trình chúng tôi thực hiện trong những năm tháng vừa qua với mục đích là chúng tôi các em học tiếng Việt. Và đến với chương trình thì chúng tôi cũng có cái mục gọi là đố vui để học, để qua đó các em có thể học thêm về văn hóa, về lịch sử của dân tộc Việt Nam chúng ta. Mình được cảm ơn tất cả quý vị khán giả đã theo dõi và ủng hộ những chương trình Hạt Mầm Việt Nam, cũng như là ban giám đốc của đài, các anh trong ban kỹ thuật và đặc biệt là các phụ huynh luôn luôn khuyến khích các em học các tài liệu để đưa các em đến tham dự chương trình. Đến với chương trình Hạt Mầm Việt Nam ngày hôm nay, Cao Minh Hân rất vui lần đầu tiên xuất hiện, đó là cô Thùy Nhã đến với chương trình Hạt Mầm Việt Nam. Mến chào cô Thùy Nhã và mời cô Thùy Nhã gửi lời chào đến khán giả của đài. Thùy Nhã xin được kính chào khán giả của đài Lưu Sài Gòn TV. Xin chào quý vị phụ huynh có mặt ngày hôm nay. Xin chào thầy Cao Minh Hưng và các em cô đội A và các em cô đội B. Cái thứ gì, cô Thùy Nhã không những là người trong ban giám khảo của chương trình ngày hôm nay, cô cũng là một người khá là bảo trợ cho cái chương trình giải thưởng cho các em trong một đố vui để học. Nói chút xíu về giới thiệu về cô Thùy Nhã thì cô Thùy Nhã cũng là một trong những tác giả đã từng thắng giải viết về nước Mỹ, chia sẻ những cái kinh nghiệm của những người Việt Nam chúng ta bước chân đến Hoa Kỳ, một cái chương trình mà Việt Báo đã mở ra trong nhiều năm tháng. Đến nay là bao nhiêu năm rồi hả cô Thùy Nhã? Thì em nghĩ chắc cũng hơn 20 năm rồi. 20 năm, wow. Yeah. Lúc đó thì cô Thùy Nhã cũng còn trẻ lắm, viết những cái câu chuyện của cuộc đời mình để chia sẻ. Thì đó là một trong những cái nét văn hóa, nét hay, chúng ta gọi là lịch sử cận đại của người Việt Nam thì này chúng ta. Tuy nhiên đối với các em trẻ đến với chương trình ngày hôm nay, với các em trong đội A và đội B thì chúng tôi cũng muốn các em trước hết là học tiếng Việt, sau đó thì ôn lại những cái lịch sử, những cái văn hóa, những cái phong tục Việt Nam qua những cái câu ca dao, qua tục ngữ và những câu chuyện mà chúng tôi lòng vào đó trong chương trình Hạt Mầm Việt Nam qua một đố vui để học. Và đến với chương trình này thì chúng ta sẽ có 5 câu hỏi như thường lệ, các con nhớ nha, sẽ có 5 câu hỏi và đội nào mà trả lời được 3 câu hỏi đầu tiên sẽ được 30 điểm và sẽ được phần quà không ai khác hơn chính là từ cô Thùy Nhã ngày hôm nay sẽ trao cho các em mỗi em 20 đô la. Và cũng cho một vui vui hơn cô Thùy Nhã, đây chúng ta sẽ có thêm gọi là bonus. Yeah. Những câu bonus này không có trong tài liệu và chỉ có những em nào mà phải nói là cũng hơi giỏi tiếng Việt, hiểu thêm về văn hóa, về lịch sử thì các em có thể trả lời những cái câu bonus này. Và một lần nữa chúng tôi mong quý vị ngồi trước màn ảnh, khuyến khích các em, đặc biệt là quý vị ở xa, không có cái điều kiện mà được các em đến những trường Việt ngữ hay là những sinh hoạt hướng đạo để thầy cùng vui cùng học với các em thứ gì ở đây. Đến đây thì chúng tôi sẽ bắt đầu các em trong đội A, các em giới thiệu tên của con và gửi lời chào đến khán giả của đài trước tại đội A. Chào cô đài Little Saigon TV, con tên là Brooklyn Dow, con chào Thái Hưng, con chào cô Nhã. Dạ, Brooklyn lần đầu tiên đến tham dự chương trình Hạt Mầm Việt Nam, mến chào con. Rồi, bạn của con trong đội A là ai đây? Mời con. Con chào khán giả của đài Little Saigon TV, con tên là Angela Vô, con chào. Chào thầy Hân, con chào cô Nhã. Thank you cô. Wow. Angela chắc phải nói thêm một chút xíu vì Angela cũng bé đến để tham dự chương trình thiếu nhi đã có Thùy Nhã cũng như khán giả. Tuy nhiên thì Angela cũng hơi buồn chút xíu là sẽ theo bố mẹ đi qua tiểu bang Arizona nên là không có dịp sẽ để tiếp tục sinh hoạt, thì mong rằng câu lạc bộ tình nghệ sĩ cũng có cái chi nhánh ở bên đó bên Arizona thì hy vọng sẽ có bố mẹ sẽ đưa con đến để tham dự chương trình hay là lâu về đây để đến thăm thầy thăm cô và tham dự chương trình nha. Dạ, dạ. Có hứa không? Dạ thương quá. Các hai em bên đội B, mời con gửi lời chào giới thiệu tên của con. Con chào khán giả của Little Saigon TV, con tên là Jeff. Con chào thầy Hưng, con chào cô Nhã. Giỏi quá. Đây mời con. Con chào khán giả của đài Little Saigon TV, con tên là Soi Đào. Con chào thầy Hưng, con chào
cô Nhã. Wow, Alex cũng lần đầu tiên đến tham dự chương trình Hạng Mầm Việt Nam. Cô Thi Nhã thấy khi mà nói được tiếng Việt mới chào không là thấy là dạ, thế nào rồi quá cô Thi hay, Nhã? Có con trở thành nhà văn trong tương lai đó. Wow, cho giống cô Thi Nhã nha. À, bây giờ để không mất thời gian thì mình sẽ bước ngay vào chương trình Một Đố Vui Để Học. Ready chưa? Yes. Alright. Rồi, Một Đố Vui Để Học thì sau khi mà cô hay là thầy đọc câu hỏi, mình có câu A, B, C, D, hết câu D, nói chuyện hết thì lúc đó con nào trong đội biết thì mình bấm chuông nha. Bấm chuông trước thì sẽ mất quyền ưu tiên. Rồi, nhờ quý vị cùng hướng lên màn ảnh để xem câu đầu tiên trong Một Đố Vui Để Học ngày hôm nay. Mời cô thì nhá. Câu đầu tiên nha các con. Em của bà Trân Trắc tên là gì? A, Trân Vương. B, Trân Nhị. C, Trân Triệu. D, A và B đều đúng. Hết. Rồi, đội B. Rồi, mây cắn. Dạ, thưa Trân Nhị. Trân Nhị đúng không cô Thùy Nhã? Dạ, đúng rồi. Wow. Thank you. Quá giỏi luôn. Ồ, giỏi quá. Đây là đội B. Được mừng quá. Nha. 10 điểm Good đầu job. Tiên. Rồi, không biết là cô Thùy Nhã có muốn đặt câu hỏi gì bonus vui trong cái câu đầu tiên này không? Dạ, câu này khó quá, chắc không có bonus rồi. Thôi bây giờ mình nhìn lên màn ảnh đi. Ngày xưa mình không có những cái xe tăng ngày xưa hay là xe bây giờ. Bây giờ thấy hai bà Trân Trắc Trân Nhị cưỡi cái con đó. Con có biết cái con đó là tên con gì không? Nếu biết mình bấm chuông. Bấm chuông. Rồi, đợi. À, con đó, con bà Trân cưỡi là tên con gì con? Con đó là con gì? Con là con bonus ha. Con gì tiếng Anh cũng được. Tiếng Anh cũng được, tiếng Việt cũng được. Con đó con gì? Angela biết không hay là? Dạ, thương con voi. Con voi. Wow. Hay quá. Con voi là có hai cái. Con. Wow. Con voi rồi, cô thì nhã không muốn đón thêm con voi có hai cái gì trắng trắng ở phía dưới. Ồ, hai cái gì trắng trắng ở trước đó là cái gì vậy? À, mấy con biết không? Biết không? Cái này đừng nói cái răng nha, cái răng là cái nghề biết của thầy cho Minh Hưng rồi, cái này không có cái răng đâu. Răng của con voi thôi. Biết là bấm chuông nha. Cái gì con? Cái nhà. Cái nhà thì không phải cái nhà. Xém đúng. Gần. Có ai nói lại không? Con biết không? Cái gì trắng trắng ở dưới cái miệng con voi tên là cái gì? Con voi nó có cái gì? Câu này hơi khó nha. Thôi không sao, mình pass qua đi. Rồi. Đó là cái nhà nha. Cái nhà chứ không phải cái nhà. Mà không phải là cái răng nha. Không phải là cái răng. Chắc là bé cũng có thể nó giống cái nhà. Nhưng mà giống như hơi, là cái nhà. Dạ. Giống như cái house, cái nhà, khác cái nhà, khác nha. Tiếng Việt Nam mình đọc hơi khó chút xíu. Mà không phải cái răng như cô Thùy Nhã nói, không phải nghe của thầy Cao Minh Hưng rồi. Cái răng này bự quá thì thầy Cao Minh Hưng nhổ không có nổi đâu. Rồi, như vậy là chúc mừng đội B ghi được 10 điểm đầu tiên. Cũng như là một em đã... Được 4 lần. Bonus. Angela, được 4 lần. Angela, alright. Yes. Yeah, okay. Rồi, bây giờ mình sẽ bước ngay vào câu hỏi số 2. Còn giờ thương phụ huynh, còn 2 phút nữa, không biết là mình tiếp tục hay là mình sẽ chắc là... Dạ, chắc là mình thích... Mình tạm ngưng chương trình phần 1 ở đây. Cái thứ vị thì chúng tôi không còn nhiều giờ trong phần 1 nữa, thì chúng tôi sẽ xin phép được tạm ngưng chương trình ở đây để gửi đến quý vị một bài thông tin thương mại để bảo trợ cho đài Lê Sài Gòn TV, và mong quý vị tiếp tục ủng hộ những cơ sở thương mại này để đài có phương tiện có những chương trình như là chương trình Hạt Mầm Việt Nam chúng ta. Như là trong phần đầu của chương trình, bước vào chương trình, quý vị nghe bản nhạc Hạt Mầm Việt Nam, thì chúng tôi mong là quý vị cùng cô Thùy Nhã, Cao Minh Hưng, các phụ huynh đây, chúng ta vun đắp những cái mầm non này, những cái hạt mầm Việt Nam, để trong tương lai đây là những cái em sẽ tiếp tục con đường những cái văn hóa lịch sử mà các em túc tục trong cái cộng đồng Việt Nam chúng ta. Xin cho Thùy Nhã nói là bài Hạt Mầm Việt Nam là của thầy Cao Minh Hưng sáng tác. Và các em ở xa và các em ở gần có thể xin thầy lời bài hát để mà ba má có thể tập ở nhà. Và tụi mình có thể hát chung cho vui nhé. Hát chung với cô Thùy Nhã. Cô Thùy Nhã lần sau là lên đây hát luôn nhé. Dạ không dám. Cảm ơn cô Thùy Nhã. Chúng tôi xin quý vị vẫn giữ làn sóng để trở lại với phần 2 của chương trình Hạt Mầm Việt Nam ngày hôm nay.